Người cô công xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì bây giờ em chạy xe máy đây, phía sau em chở sữa là nha, bỏ chung kết tặng em dễ lấy sữa tặng cho mấy các bé. Thì hôm nay em cảm thấy hơi được khỏe rồi, em sẽ đến với các bé ở trong thị trấn Dầm Láng. Bữa em còn thiếu á, còn nợ á, thấy chưa, em chở thêm nguyên chiếc này là 2 thùng luôn nha, 2 thùng luôn. Và bây giờ sẽ lên đường nha quý vị. Dạ thưa bà con, thì em có mặt tại đây là hẻm 6 nha. Hẻm 6 này là khu phố chợ 2. Rồi bây giờ em có ít sữa tặng cho các bé ở đây. Dạ, thì hôm bữa em đi hẻm 4, hẻm 5 rồi, còn hẻm 6 này em chưa tới. Thì ở đây nó có cái rào, thì nói chung chút xíu chắc em để cho đại diện nhận vô rồi gửi cho các bé giùm em nha. Dạ. Rồi cứ một nói chung qua quà của Mạnh Thường Quân gửi bà con mình nha. Của ít lòng nhèo bà con mình thông cảm. Dạ, cảm ơn nha, bà con mình nhận nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nha. Dạ rồi. Nhà nào có bé em tặng à? Cái này 2 bé đó hả? Thì mà mỗi một bịch là một bé, em hỏi nhà nào có 2 bé nói em bỏ chung luôn. Rồi, rồi, rồi. Cảm ơn anh nha. Rồi, còn ai nữa không? Nhà chị có bé nào? Nó ở trong nhà. Mấy người chị? Bé nhỏ nhỏ thôi chứ bé lớn quá không cảm chị. Dạ. Đây em để đây là chị tự lấy nha. Dạ. Rồi. Đây em tặng cho bé mình thôi nha. Mạnh Thường Quân gửi em á. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi. Anh có một đứa con hả? À, có ít sữa tặng cho bé nha. Bà con mình còn ai nữa không vậy? Mấy đứa. Vậy hả? Chào bà con mình nha. Để em đi qua hẻm khác. Con thì em tặng mấy bé ở hẻm 6 rồi đó. Thì bây giờ em chuyển qua đi xuống cái khúc mà hẻm 5 á, cái khúc ở xóm rừng mà hôm bữa em còn thiếu á, thì em tới đó em tặng bổ sung thêm nha. Bây giờ là hai chị, con là hai chị em đúng không? Đây chú tặng cho con đây. Rồi cảm ơn con nha. Rồi con đi về đi con. Về đi. Đây chú tặng cho con nha. Trời ơi giỏi quá. Rồi tới đứa nào? Chú tặng cho con nha. Giỏi. Khoa à, con đứng xích lùi lại đi. Đây chú tặng con, giỏi. Đây chú tặng cho con nha. Trời ơi. Từ từ nha. Dạ bốn bịch. Tặng cho con nha. Giỏi. Con mấy tuổi rồi biết nói không? Đây chú tặng cho con. Giỏi. Đây có con. Đây chú tặng con nha. Tụi đâu? Rồi cảm ơn con nha. Bây giờ là hai chị em đúng không? Rồi về nhà chia nhau nha. Giỏi. Rồi đi về đi con. Đi về đi con. Được rồi đây. Kệ mày ơi, ai cho bố mình nó mừng đó. Rồi về. Rồi cảm ơn con nha. Rồi nè. Quậy tôi chứ lại lấy yeah. Con. Rồi, cảm ơn con. Con chị hả? Rồi cảm ơn nha. Trời ơi, cho bà già bố mình nha. Đây đây, từ từ để giải quyết mấy đứa nhỏ trước đi bà con. Bây giờ đây, em đây. Rồi. Cảm ơn chị nha. Mấy này có nặng mày nhà của mẹ mày. Đây. Về đi. Đây. Rồi. Đây tặng cho con nha. Ủa nãy con tặng chưa? Dạ hả? Rồi. Rồi con về đi con, Ai nữa? Chị cầm giùm em đi chị. Cảm ơn chị nha. Có bé, có bà hai cô. Thôi em có ít sữa tặng con nha. Dạ. Đây là thầy. Con trai này nè, đi ra đây nhận đi con.
chú hết bịch rồi nha, không cảm nha. Rồi cảm ơn con nha. Đây nè, chú tặng cho con nha, con cầm đi rồi rồi về đi con. Giỏi nha, đây chú tặng cho con nè, con cầm đi con. Rồi giỏi, con vô nhà đi, con đi vô nhà đi. Nhà mấy mấy chị em ở chung hay là ở riêng? Đứa nhỏ này với đứa nhỏ áo đỏ là ở chung hay riêng? Còn đứa thằng nhăn nhóc này riêng. Vậy hả? Bây giờ chú hết hết bịch là chú đưa vậy là vô chia nhau ra nha. Chú có chia nhau ra nha. Cảm ơn mấy đứa con nha, chú tặng cho con nha. Rồi con, chị con nhỏ mấy tuổi rồi? Bây giờ chị ra chị chữ nhận giùm em được không? Em hết bịch là chị em có mỗi phần bốn bịch đi. Bốn bịch rồi chị. Rồi cảm ơn chị nha. Dạ ở đây tới bốn đứa nhỏ luôn hả? Bốn đứa luôn hả? Rồi rồi để em gửi bốn đứa. Giờ bỏ sữa vô đây đi. Rồi sắp hết sữa rồi quý vị ơi. Bây giờ mình chia nhau ra nha. Bây giờ vậy nè, em không có sữa nhiều, bây giờ em tặng đi tự mình chia nhau ra nha. À, cảm ơn nhiều nha. À, dạ dạ rồi. Con trai con lại con nhận giùm chú nha. À, con nhận đi. Rồi cảm ơn con nha. Rồi con gái con nhận đi con gái. Cảm ơn con nha. Rồi cầm bình, cầm lấy bình sữa uống nữa cậu. Thôi đây này con về đi con gái, con về đi con gái. Con mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi rồi? 11 tuổi rồi là chú không tặng con nha, chú tặng em. Chú tặng em con nha. Chứ để người ta nói là chú tặng con, tội nghiệp chú nha. Rồi. Thằng này mới 6 tuổi nè. Gặp luôn. Đậu nó nhỏ mà 6 tuổi vậy. Sao mới 6 tuổi à? Rồi thấy con trai này phải không? Mình kêu mấy rồi, con thằng này. Rồi. Có cho thằng bơ. Thằng lớn rồi, thôi thằng lớn là không được rồi. Rồi hết sữa rồi. À, không được, không được, không được. Chú cũng hết sữa rồi. Đứa hai bịch đây chú. Ai đây? Bây giờ hai chị em này phải không? Chú còn 5 bịch chú tặng nè nha. Rồi. Rồi. Thôi bây giờ hết sữa rồi nè quý vị. Bây giờ em về lấy sữa nữa nha. Rồi bây giờ con thiếu 5 đứa. 5 đứa nhỏ nha. Bây giờ em vô tặng thêm 5 đứa nữa. Trong đường sớm về con đây. Ok. Dịch bệnh phức tạp, người lạ chưa được vào, ở đây 16 hộ. Ê, dùng xanh hay dùng đỏ vậy? Dùng xanh. Sao viết chữ đỏ? Không phải, dùng xanh mà viết chữ đỏ. Bây giờ hồi nãy trong đây báo em còn 20 đứa. Trời ơi, lấy thao luôn hả? Rồi ok, quất cái thao luôn. Là... Là... Đi gỡ xuống. Dạ dạ một bé, một bé anh gửi em bốn bịch thôi nha. À, không cảm giùm em. Giờ mạnh thường quân gửi em nhiều thì em gửi lại mấy bé nhiều. Rồi là cái này chút xíu anh bỏ nước sôi nấu lên 3 tiếng hồi mới đem xuống á. Nấu là luôn. Rồi chúc bà con mình vui vẻ nha. Rồi rồi đi nha. Rồi cảm ơn bà con mình. Dạ dạ. Người Gò Công. Đây nè. À, thôi đi nha. Dạ. Rồi dùng xanh. Bà con mình thấy đây vui không? Bà con rất là vui nha. Thôi em đi nha quý vị. Em đi qua hẻm khác. Dạ dạ. Rồi em cảm ơn bà con ở trong hẻm 5 này rất là nhiều nha.
thì nói chung thì tấm lòng của ít lòng nhiều. Thì trong lúc mà em có đem tặng sữa cho bà con mình á, có cái gì không phải hay là có thiếu sót bé nào thì bà con mình bỏ qua cho em. Thì tại vì mà một mình em mình không thể nào quán xuyến hết được tất cả mọi người, bà con mình thông cảm nha. Chúc bà con mình giữ gìn sức khỏe và mau trở lại cuộc sống bình thường luôn nha. Thôi vậy em đi qua bên hẻm ba nha. Dạ rồi, bây giờ mình đi bộ vô với cái chú này đại diện dẫn mình vô cái nhà các bé luôn nha quý vị. Dạ đi vui nha. Dạ rồi, ok. Ba bưng mày quay đi. Dạ hai đứa hả? Rồi bây giờ bảo bịch cho hai đứa tự nặng luôn, hai đứa nhiêu, mỗi đứa bốn bịch. Rồi dạ, ở đâu luôn chị? Có là đây, có là chị, lại chị nhận giùm em đi. Rồi giỏi, rồi cảm ơn con nha. Rồi đợi hai đứa cháu đâu đây có... nhỏ hay lớn chị? Rồi 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 dạ dạ. Rồi tặng cho con nha. Rồi ráng nghe, quen nha con. Rồi đây ba đứa bao. Rồi giỏi giỏi. Ồ, quen vậy mới được chứ, giỏi nha. Quen vậy mới được nha. Đây nè. Rồi được rồi. Rồi đi nha. Rồi chúc con vui vẻ nha. Nè con lấy bốn bịch đi con. Biết ráo luôn, biết điếm rồi. 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 Rồi vô nhà đi con ơi, trời mưa tới rồi. Này ba đứa luôn hả? Rồi bây giờ lại lấy thêm nha. Rồi rồi vô nhà đi con, chú đem lại cho. Rồi. Rồi vô nhà đi nha con. Rồi. Giỏi, vô nhà đi con, vô nhà đi con, vô nhà, vô nhà, vô nhà. Rồi vô nhà đi con, vô nhà đi. Hai đứa phải không? Rồi, giỏi nha. Trời ơi. Cảm ơn. Giỏi. Rồi đâu bên đây. Rồi, đây. Đi vô đi mệt quá mẹ. Rồi tặng cho con nha. Giỏi nè. Rồi đi vô nhà đi con. Rồi tới đứa nào? Đứa nhỏ đi. Bảo chồn đi cho. Rồi con vô đi con. Bảo chồn đi cho. Hết rồi. Hết rồi. Bây giờ là hết sữa rồi phải không? Còn mấy đứa? Mấy đứa là chưa nhận? 1, 2, 3, 4, 5. Rồi 4 năm rồi ha. 6 đứa. 6 đứa đây nè, còn 6 đứa nữa đó chứ trong này. Rồi rồi. Con, thì bây giờ em hết luôn rồi nha. Đây, trong lỏng luôn rồi. Đó. Mà trong đây em còn, trong đây giờ em còn khoảng 10 tới 12 đứa nữa, bé nữa nha. Bây giờ trời mưa quá. Sao vậy ta? Nếu mà chút xíu mà bớt mưa em tới, còn không bớt mưa thì chị em xuống lại nha quý vị. Bây giờ em về nha. Dạ dạ.